Đây nhìn nhìn thấy đây, đây thấy không? Thấy sắp sáng không? Ok, cứ coi như vậy đi. Đây nhìn đây em nhìn thấy nó sắp xong không? Chưa làm xong lắm đúng không? Cái chỗ này nó bị to hơn. Ừ, nó bị to hơn đúng không? Thứ nhất đầu tiên này, khi mà bẻ cái này xuống này phải để song song với nhau này. Đầu tiên là bẻ đến đâu và chỉnh nó nha. Kiểm tra thứ nhất là phải bẻ cái này song song với nhau đã này. Được chưa? Cái đoạn là quan trọng là phải cho nó song song. Nó không song song chắc chắn em bẻ bước sau nó không song song rồi. Thấp xuống một tí cũng được. Mà cái đoạn kia nó hay bị phình lắm vậy. Thế này. Khi em bẻ nó song song hẳn á, sau đó bẻ bước tiếp theo. Còn nếu em bẻ chưa bẻ bước số trước này em bẻ chưa tốt, bước sau em bẻ sẽ bị lỗi. Thì em bẻ bên trên này nó tốt đâu, em mới chuyển bước tiếp theo làm gì? Đúng không? Em xây bóng chưa tốt, em xây nhà lên sau kiểu gì nó chặt sập. Nói rồi phải để cái này song song với nhau trước này, sau mới bẻ bước tiếp theo đúng chưa? Còn em đang để phình nó to này đúng không? Thì sao em bẻ chắc chắn là bước tiếp theo em thấy nó phình như này rồi. Đây cái này mà nó bị nghiêng vào trong thì chỉ cọc cái kiểu gì ta? Cái nào nghiêng vào trong? Đây ạ, ví dụ để như này. Này, cái này nó bị để vào trong thì sao? Đổ trong thì do khi mình bẻ này chưa một góc nó kẹp vào đây này. Nếu giả sử có ai mà bẻ nó chưa tốt này, khi mình kẹp đây đúng không? Thế nó đổ vào trong này. Chắc chắn bị tì vào lợi bệnh nhân, kẹp vào phía trước lúc này, đẩy ở bên ngoài, thấy đâu đúng không? Cái này là bị nghiêng vào trong đúng không? Kẹp vào đây này, đẩy nghiêng ra bên ngoài, được chưa? Nó góc nó vuông trở lại. Thì bẻ này đúng chưa? Bẻ này đúng chưa đã? Bẻ này đúng chưa? Chưa. Chưa đúng chỗ nào? Cái đường vòng này nó không phải đường vòng này. Không giống nhau đúng không? Nhìn nó không giống nhau đúng không? Có anh nào hỗ trợ gì Hương không? Nhìn thấy có gì khác nhau không? Bẻ này đúng chưa? Hàng xóm ơi, chị Giang có chỉ không? Chị Giang ngồi nhìn cười thôi. Bẻ không phục lên thế này mà. Đây thì bẻ vào trong rồi, bẻ lên này mà. Ngược ạ. Ngược hướng đúng không? Thấy không? Lúc nay chị bẻ lên thế này, bẻ nó khó không? Bẻ này khó gì chứ? Khó thì vẫn cứ làm thì khó. Bẻ lên này cơ mà. Đây đây, tìm 1, 2, 3 này. Bẻ vuông lên này mà. Nhìn xem nó hướng nó khác nhau nha. Ví dụ mình bẻ này đúng không? Cái kẹp này là không được chuẩn lắm nha. Thì nhìn theo hướng mắt nhìn của chị này, chị thấy có gì khác nhau không? Hướng nó khác nhau không? Cái này chị bẻ vào trong rồi, cái này phải bẻ lên trên nữa mà. Thế lúc nãy chị đặt thì thấy nó vuông góc lên này không? Hay chị nhìn thấy nó như thế nào? Thế vẫn cứ bẻ tiếp. Sai từ khi bắt đầu đúng không? Cái câu bài gì ấy, tại vì ta sai từ khi bắt đầu. Đó. Đây. Đây là gần được rồi. Thứ nhất là cái này hạ xuống tí xíu thấy không? Đấy này nó hơi bênh lên không? Ok, thứ hai là cái này hơi bênh tí xíu, thứ ba là nhìn thấy xem cái này. Bên này được chưa? Bên này nhìn hai chân này thẳng nhau chưa? Đấy nhìn qua đây này. Thấy đây này ok chưa? Hay được chưa? Thẳng nhau chưa? Trước sau thẳng nhau chưa? Ok, bên này nhìn thẳng nhau không? Hơi nó hơi có lỗi này tí xíu đúng không? Cái bẻ này, kẹp kìm hơi bao đây. Đẩy này vào, được chưa? Nhìn này thấy thẳng không? Đó, chính. Kẹp kìm hơi bao vào đây. Giống hôm trước kẹp lũ chữ T chưa? Mọi người nhớ hôm trước là bẻ lũ chữ T không? Nó y hệt như vậy. Lại đi trộm thêm kìm nữa à? Không, em lấy đây, khởi đổi tay đây. Đây, không không? Lúc này là anh vừa lấy thêm một cái nữa. Bỏ lại. Cầm nhìn tay đây. Cho Dương xem thôi, em có làm gì đâu. Chị em mượn cho Dương xem. Ừ. Đây thành nhìn hộ em thì cái này chính. Cái này được chưa? Bé này được chưa? Thấy được chưa? Như là chưa được. Đây phải kém này, chỉnh nó ra đây đúng không? Nó thẳng nhìn thấy không? Nhìn đến máy tính này. Thấy chưa? Đây nó bị méo phải chỉnh ra này. Chỉnh. Ok, người nghiền trưa nhá, xong chiều bài tiếp. Thử đấy thôi. Ăn sức bài tiếp, lúc nay mấy anh bảo đói rồi, uống cà phê các kiểu.